Chào các bạn thân mến, mình là Cô Cô Độ bé Bự đây. Bây giờ là 4 giờ 18 phút buổi chiều ngày 27 tháng 4 năm 2024. À, hôm nay là ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ dài ngày của chúng ta. Và câu khẩu thì vừa mới kết thúc ca dạy buổi chiều cho bạn học trò người Malaysia. Và cũng dậy hết hôm nay sau đó thì câu cầu cũng xin phép bạn ấy là nghỉ cho bạn ấy nghỉ một tuần bởi vì theo Malaysia thì có ngày quốc tế lao động còn không có ngày nghỉ 30 tháng 4 liền nhưng mà câu cầu là người Việt Nam cho nên là câu cầu cũng xin phép học sinh quốc tế là cho câu cầu được nghỉ một kỳ nghỉ dài đó và bây giờ thì câu cầu lại chia sẻ với các bạn phần tiếp theo trong tác phẩm tô đông pha của cụ nguyễn hiến lê và bây giờ chúng ta bắt đầu với chương thứ ba vương an thạch và tân pháp đọc lịch sử trung hoa chúng ta nên nhớ điểm chính này khi mà nhà tần thống nhất giang sơn rồi nhà hán củng cố sự thống nhất đó và khuất trương đất đai thành một đế quốc mênh mông thì từ đó cho tới cuối đời Thanh trong 2000 năm, tất cả các triều đại sau chỉ lo đối phó với ba vấn đề. Vấn đề thứ nhất đó là giữ được sự nội trị thời thì theo chế độ địa phương phân quyền như là đời Hán đời Đường, giao bớt quyền hành trung ương cho các thân thích hoặc các đại thần tận trung để cho họ gần như là tự ý cai trị các địa phương ở xa chế độ này tựa như là chế độ chư hầu đời chiến quốc co thời thì trái lại như là đời tống đời thanh theo chế độ trung ương tập quyền tước hết quyền hành binh lực của các thái thú địa phương kiểm soát họ chặt chẽ để khỏi làm phản điều thứ hai vấn đề thứ hai đó là phân phát đất đai lại cho dân cày để cho đừng có cái sự cách biệt nhau quá giữa kẻ giàu và người nghèo kẻ giàu khỏi có thế lực quá mạnh mà người nghèo khỏi điêu đứng tới cái nỗi không còn biết sợ chết nữa đành bỏ thí cả cái thân mà cha mẹ vợ con trông cậy vào để làm đạo tặc như là tô tuân đã nói thứ ba vấn đề thứ ba đó là chống đỡ ngoại xâm ở hai mặt bắc và tây vì đông là biển họ khỏi phải lo tới cho đến khi tàu chiến phương tây ghé thăm vào hải phận của họ còn về phía nam các dân tộc như là việt nam biến điện đất hẹp người ít chú trọng về nông nghiệp ưa hòa bình không làm cho họ phải bận tâm lắm trái lại hễ lấn được thì là họ lấn như là về phía tây và phía bắc ấy, các dân tộc du mục hùng hãn hiếu chiến vẫn thường quấy nhiễu uy hiếp họ mấy lần chinh phục được họ nữa làm cho họ mấy lần chỉ biết lấy nước bắt mà rửa nhục. Sau nửa thế kỷ loạn lạc, phân tán đời ngũ đại, năm 907 đến 960, Triệu Khuông dẫn thống nhất được Trung Hoa, sợ cái họa phiên trấn đời đường và dùng chính sách trung ương tập quyền, giảm binh quyền các chấn, đưa quan văn ra đó, kéo theo quản võ về trào. Thành thử biên cường chống chải, các dân tộc Tây và Bắc dễ xâm lăng, Bình cứu viện tới thì luôn luôn chậm trễ vì ở xa quá. Thời đó ở Đông Bắc có nước Liêu, ở Tây Bắc có nước Tây Hạ, Cá hai cùng cường thịnh, uy hiếp Tống. Tống thì phải lo phòng bị quanh năm. Đời Tống, văn minh của Trung Hoa đạt tới một mức rất cao, triết học vượt hẳn hán đường, thiệu ung, Chu đôn di, trường tái, hai anh em trình di trình hạo, chu hy, dựng nên một nền nho học cao siêu chịu ít nhiều ảnh hưởng của Phật lão, tức lý học. Về văn học tống thi cũng nổi danh như đường thi, lại thêm từ, phát triển rất mạnh, thành một thể làm vẻ vang đời tống. Riêng cổ văn thì trong số bát đại gia, tống đã chiếm được 6 nhà, chỉ nhường cho đường co hai nhà là Hàn Dũ và Liễu Tôn Nguyên. Môn họa của Trung Hoa, đời tống cũng đạt đến mức cao nhất, rồi về kiến trúc, đồ sứ nữa, nhà Tống đều làm cho thế giới phải thán phục. Nhưng mà về phương diện võ bị, đời Tống thì thật là suy vi. Mấy cái ông vua đầu của nhà Tống, à, không kể ông Thái Tổ, như ông Thái Tôn từ năm 976 đến năm 977, ông Trân Tôn năm 998 đến năm 1022, ông Nhân Tôn năm 1023 đến 1064, thì đều tương đối tốt nhân từ, thường dân, lo việc nước, nhưng mà thiếu khí phách. Các quan lớn ở triều đình thì cũng vậy. Nhiều vị văn hay học rộng nghiêm cẩn, trung thực như là Phạm Trọng Yêm, Âu Dương Tu, Từ Mã Quang, nhưng mà hầu hết thì thiếu đảm lượng hoặc tài kinh luân. Vì vậy mà dân chúng cũng hóa giả nhút nhát và ta có thể nói rằng là không khí sợ sệt cắt rợ, tràn lan khắp nước. Ở trên như chúng tôi đã dịch cái bài chương ích ký chương ích châu họa tượng của lão tô ngoài lý do chính là bút pháp rất cao còn có một lý do phụ nữa là để độc giả thấy cái tình thần khiếp nhược của vua quan và dân chúng đời nhà tống giặc nùng tức là nùng chí cao quấy phá cả Việt Nam lẫn Trung Quốc ở Trung Quốc vào thời Tống Nhân Tông ở nước ta vào đời Lý Thái Tôn Việt Nam coi họ chỉ như là giặc cỏ năm 1041 vua lý thái tôn là sai tướng dẹp được bắt sống trí cao đem về thăng long rồi tha cho vậy mà triều đình tống mới hay tin trí cao quấy rối đất thục thì đã hoảng hốt kinh sư chấn động giã vô cư nhân vua tôi ý kiến phần vần nói gì tới giặc lưu và tây hạ ở phường bắc vua chân tôn là phải giảng hòa với lưu kết anh em với lưu tuy bề ngoài thì nam triều tức tống là làm anh bắc triều tức là lưu là làm em nhưng mà kỳ thực thì anh phải nộp cho em mỗi năm 20 vạn tấm đuối và 10 vạn lạc bạc thì em mới chịu rút quân về được thả liều mỗi năm một yêu sách lúc thì đòi cắt đất lúc thì xin tăng tiền đóng góp đóng góp trong ngoặc kép ha. À, và không nỡ gọi là tiền túng tuế cống liều lại còn suối tây hạ quê nhậu tống để tống thêm điều đứng sột cuộc và tống vải mỗi năm nộp tiền đóng góp trong ngoặc kép cho cả tây hạ tuy nhẹ hơn trên nửa thế kỷ vừa phải nuôi binh để chống cự vừa phải đề phòng hai cái dân tộc đó vừa phải đóng góp cho họ cuộc khố của tống khánh kiệt dân chúng khốn đốn nhà vua nghèo tới nỗi nhân tôn phải ở ngôi bốn mươi năm phải cần kiện từng chút một đêm đói thèm món thịt dê mà phải nhịn để đỡ được một khoản tốn hao mổ giết lại bó hẳn cái lệ quân vương không mặc áo giặt bao giờ mà ở trong cung chỉ thường bận áo vải giặt đi giặt lại mãi cho nó đỡ tốn kém có kẻ rừng 28 con hến bẻ tính phí cả cây tốn trò chuyên thì mỗi con đáng giá một ngàn đồng tiền ông lắc đầu hối gấp một con mà hao đến một ngàn đồng tiền thì ta chẳng cam nổi Thấy nguy cơ đó của quốc gia, hãng sĩ phu có trách nhiệm chóp chán tìm cách cứu vãn. Các cụ Chu, Chu Đôn Di, Trình, Trình Hạo, Trình Di cho rằng nguyên do chỉ đại phong khí sĩ phu thấp kém nên là ra sức nâng cao đạo học thánh hiền mà phát minh ra lý học. Một số khác có ốc thực tế hơn một chút như là Phạm Trọng Yêm năm 989 đến 1052 hồi làm quan tư giám dưới triều nhân tôn thì tìm mọi cách rút bớt các tiêu pha tiết kiệm ngân quỹ thay thuộc viên kẻ nào bất tài thì ngoặc một nét bút ở trên đầu tên họ rồi cho bãi chức một viên quan phú bật thấy vậy trách ông là một nét bút mà làm cho cả một gia đình người ta phải phát khóc ông điểm nhìn đáp thà là một gia đình khóc chẳng còn hơn là một nước phải khóc ư ừ. rồi ông lại tiếp tục muột nữa, muột nữa. Chính ông cũng rất đáng là bề tôi của vua Nhân Tôn. Vợ con không được phép bật đồ tơ lụa, bữa cơm chỉ dọn một chút thịt trừ phi có khách. Nhưng mà nguy cơ lớn quá, Cài phương pháp tiết kiệm đó cũng không đủ để cứu vãn được. Khác chi là một gáo nước mà đổ lên bãi cát. Chỉ có mỗi một người Vương An Thạch là có sáng kiến và hùng tâm, nghĩ tới một biện pháp là cho quốc gia mau phú cường. Họ Vương sinh năm 1021, mất năm 1086. Tự là giới phủ, hiệu là Bán Sơn, quê ở phủ Châu, làng Lâm Xuyên, này thuộc tỉnh Giang Tây. Ông còn nhỏ hơn Tô Tuân 12 tuổi và lớn hơn Đông Pha 15 tuổi. Con người đó thật là thông minh, thật là có tài mà cũng thật là kỳ cục thiếu thời thì đã nổi tiếng chỉ đọc sách qua một lần là nhớ mà ông đọc rất là nhiều thông cả bách gia chư tử và phật lão bạn học hay gọi là khó sách sống lại thêm du lịch nhiều tương trải lắm bạn nào thường đọc thơ văn trung hoa chắc còn nhớ giai thoại dưới đây đông ba đọc thơ vương an thạch tới câu minh nguyệt sơn đầu khiếu hoàng khuyển ngọa hoa tâm chê là vô lý trăng sáng mà sao lại hót ở đầu núi chó vàng người sao lại ngủ ở trong lòng hoa được bèn sửa cái chữ khiếu ra chữ chú là ra chữ tâm ra chữ âm để thành nghĩa là minh nguyệt sơn đầu chú hoàng khuyển ngọa hoa âm trăng sáng chiếu ở đầu núi chó vạ ngủ ở dưới bóng hoa sau đồng phà bị trích tới một miền phương nam thấy một loài chim gọi là minh nguyệt và một loài sâu gọi là hoàng khuyển thì mới nhận rằng mình đã sửa bệnh kiến thức của mình là có chỗ kém vương một người bạn của vương an thạch là tăng củng đưa văn của ông cho âu dương tu coi tu rất khen lấy động tiến sĩ vương cũng ở trong phái phục cổ như âu dương tu ghẹt cái lối tổ chuốt trò kêu trò đẹp mà chú trọng nhất tôi thực dụng tôi cái sự dùng văn để cứu đời nên là văn bình dị mạnh mẽ hàm xúc co nhiều ý mới và cũng như âu dương tu được hậu thế đặt vào hàng bắt đại gia trong cuốn này chúng tôi viết về họ tô nhưng mà cũng xin giới thiệu bút pháp của vương an thạch để độc giả hiểu nhân vật cực kỳ quan trọng đó Bài văn nổi tiếng nhất của ông tuyển tập nào cũng trích là bài Du Bao Thiền Sơn Ký, tức là đi chơi núi Bao Thiền. Ở đây có trích ra cái bản đó bằng chữ Hán, rồi sau đó là phiên âm và câu cầu cũng giống như mọi lần là chỉ xin phép được đọc nghĩa thôi ạ. Nghĩa bài ký chơi núi Bao Thiền. Bao Thiền Sơn cũng gọi là Hoa Sơn, đời đường nhà sư tuệ bào bắt đầu cất nhà ở đó, mật cũng chôn tại đó, cho nên sau mới gọi núi đó là Bao Thiền. Bao Thiền có nghĩa là ông sư tên là Bao, núi đó nay ở tỉnh Giang Tô. Ngày nay chỗ gọi là Tuệ Không Thiền Viện chính là nhà và ngôi mộ của Bao vậy. Cạch Thiền Viện độ năm dặm về phía đông có cái động gọi là động Hoa Sơn. Vì động ở phía nam của núi Hoa Sơn, cách động trên trăm bước cò tấm bia đổ bên vệ đường. Nét chữ đã mòn, mờ rồi, chỉ còn có thể nhận được ý nghĩa mà biết rằng núi đó gọi là núi Hoa Sơn. Chữ hoa này nay gọi là Hoa Sơn. Chữ hoa này như trong tiếng hoa thực là do thanh âm mà lầm ra là hoa nọ hoa kia phía dưới chỗ đó đất bằng phẳng rộng rãi có suối ở bên chảy ra mà những du khách khi kỷ niệm ở đó rất là đông tức là tiền động từ núi trở ra phía trên năm sáu dặm có hai hang sầu thẳm vô trong rất lạnh hỏi hang sâu bao nhiêu thì dù những kẻ thích đi trời cũng không biết được đến đâu là cùng chỗ đó gọi là hậu động Tôi cùng bốn người cầm rút vô coi, càng vô sâu thì càng khó đi, mà cảnh tượng la a lùng. Có người nản muốn quay ra bảo, không ra thì hết đuốc. Thế là cùng nhau trở ra. Cái chỗ tôi đến so với cái chỗ những người thích du ngoạn đã đến, mười phần không được một. Vậy mà nhìn ở hai bên, những người đến chơi gì đó đã ít rồi. Vậy thì càng vô sâu, số người tới được càng ít. Lúc đó, sức tôi cũng đủ để vù nữa, đua cũng còn đủ để soi đường. Khi ra rồi, có kẻ oán trách cái người đã nán lòng muốn ra, mà tôi thì cũng ân hận rằng là tôi đã theo họ, không được thỏa hết cây thú vù, vùi rủ vù lãm. Vì vậy mà, tôi có lời cảm thán. Cổ nhân xem trời, đất, núi, sông, cây, cỏ, cá, sấu, chim, muông, thường thường có chỗ sở đắc là vì chịu tìm tòi suy nghĩ kỹ mà lại không có chỗ nào là không tới cái chỗ phẳng mà gần thì kẻ đến chơi nhiều cái chỗ hiểm mà xa thì người đến chơi ít mà những cảnh kỳ vĩ lạ lùng phi thường ở trong đời thì lại thường ở những chỗ hiểm mà xa ít người ít tới cho nên nếu không có trí thì không thể đến được có chí đấy không nghe lời người khác mà bó dở nhưng mà nếu không sức không đủ thì cũng không tới được cò chí lại có sức mà lại không nghe lời người ta mà hóa nản tới chỗ tìm tới chỗ tối tăm mù mịt nhưng mà không có vật giúp mình thì cũng không tới được sức đủ để tới mà không tới ở người thì đáng chê cười ở mình thì cũng đáng ẩn hận gắng hết trí của mình mà không tới được thì mới không ân hận mà còn ai chê cười ta nữa đó là cái chỗ sở đắc của tôi về tấm bia đổ tôi buồn rằng là sách cổ không bảo tồn được đời sau cứ truyền lầm mà không ai biết được cái tên thực như vậy thì làm sao mà nói rõ ra được điều đó các học giả không thể không suy nghĩ kỹ mà tự lựa và đoan định cho cẩn thận À, chú thích một chút ở đây hồi xưa hai chữ hoa đó là khác nhau có nghĩa là bông hoa còn chữ có nghĩa là tốt đẹp trang sức như hoa thư có nghĩa là hoa mỹ và phác thực nhưng mà không rõ là từ hồi nào thì hai chữ đó đã dùng lẫn lộn với nhau mà tác giả cho như vậy là lập Văn chẳng chút hoa mỹ rất là bình dị mà cảm xúc thì triển miên tư tưởng cô động sạc đáng vạch được đủ những điều kiện để học hỏi phải có trí, có khả năng, có bạn tốt, có phương tiện, như là phải có tinh thần nghi ngờ các truyền thuyết mà cố trà khảo cho tới tận nguồn. Bài đó viết từ thế kỷ thứ 11, mà các học giả ngày nay vẫn có thể coi là định luận. Thơ ông tả, tả cảnh đều hay, tả tình tả cảnh đều hay, lựa chữ rất là kỹ, ý tưởng đôi khi đột ngột tình thì như bài đưa trường an quân. Thiếu niên lì biệt ức phi khinh, lão khứ tương phùng diệt sáng tình, thảo thảo bôi bàn cúng tiếu ngữ, hôn hôn đăng hỏa thoải bình sinh. Tự lân hồ hải tám niên cách, hữu tác trần xá vạn lý hành dục vấn hậu kỳ hà nhật thị ký thư ưng kiến nhạn nam trinh nghĩa là biệt ly tuổi trẻ nhớ không vừa gặp gỡ tình già đã não chưa mâm chén sơ sài ngồi đối mặt ngọn đèn léo lét chuyện ngày xưa Ba năm hồ hải thương xa cách Muôn dặm hồng trần lại tiễn đưa Ướm hỏi bao giờ là hậu hồi Về nám cánh nhàn sẽ đem thơ Đào trinh nhất dịch Hai cặp thực và luận Lời bình dị mà thành thực Cảm động Cảnh thì như bài tuyệt cú dưới đây Kinh khẩu quá châu nhất thủy gian chúng san chỉ cách sổ trùng san xuân phong hữu lục giang nam ngạn minh nguyệt hà thời chiếu ngã hoàn qua châu tinh khẩu một sông chúng sơn cách núi mấy trùng trơ vơ giang nam xuân lại xanh bờ đường về nào biết bao giờ trăng soi đào trinh nhất dịch. Vương đã sửa đi sửa lại cả chục lần, mời tìm ra được chữ lục là xanh trong cầu ba, mới đầu hạ chữ đáo là đến, rồi đổi ra chữ quá là qua, chữ nhập là vào, chữ mãn là đẩy, vân vân. Chữ lục vốn là tĩnh từ hoặc là danh từ. Ở đây ông dùng làm động từ, gió xuân làm xanh bờ giang nam nên là hình ảnh nổi bật hẳn lên. Đọc những văn hư dẫn trên thì ta chỉ biết ông có tinh thần một học giả, một nghệ sĩ giàu tình cảm, chứ không biết được rằng ông còn là một người say đắm lý tưởng, có trí lớn, bản lĩnh cao, coi thường thế tục, tự tin lạ lùng, suốt ngày ông đọc sách và suy tư, tìm cách cứu vãn quốc gia, không hề quan tâm tới đời sống hàng ngày, chẳng nghĩ tới sự ăn mặc tắm rửa lúc nào đầu óc cũng như ở trên mây đãng trí lạ lùng sử có chép rằng là vương an thạch không bao giờ tự ý thay áo không biết là mình bận áo nào nữa một lần bạn bè rủ ông lại một cái nhà tắm tại một ngôi chùa hay là một ngôi đền trong khi ông tắm họ lén lấy chiếc áo ông cởi ra mà đặt vào thay vào một chiếc áo mới tắm xong ông lại lấy chiếc áo mới ra bận cũng chẳng hề ngạc nhiên một lần khác có người bảo vương phu nhân rằng ông rất thích ăn món thịt khoảng xé nhỏ. Bà vợ ngạc nhiên hỏi lại rằng, Ủa, sao mà các bác biết được, nhà tôi có bao giờ chú ý tới thức ăn đâu. Họ đáp, vì trong bữa tiệc, tôi thấy bác trai gắp hỏi cái món đó, tôi sạch đĩa mà tuyệt nhiên là không đụng tới các món khác. Thế cái đĩa thịt khoảng đó đặt ở đâu? Ờ, ừ, đặt ngay ở trước mặt bác trai. Bà vợ hiểu liền liền bảo họ <laughs> Ngày mai các bác đặt một món khác ở trước mặt nhà tôi rồi sẽ biết Họ nghe lời hôm sau đặt một món khác trước mặt ông Còn món thịt hoãng xé nhỏ thì đặt ở xa Quá nhiên Vâng An thầy cũng chỉ gặp cái món ở trước mặt Mà không biết rằng ở trên bàn còn có món thịt hoãng nữa Một lần khác vua nhân tôn đãi tiệc các đại thần Ở bên một bờ hồ Trước mặt mỗi vị đặt một cái đĩa bằng vàng đầy những cái viên nho nhỏ làm mồi cá để họ câu cá ở dưới hồ lên rồi nhúng vào nước sôi. Vương An Thạch đầu óc ở đầu đầu, chẳng thèm câu cá cũng chẳng thèm nhìn các người khác câu. Cứ gặp các mồi đặt ở trong đĩa trước mặt mà đánh tỉ tỉ cho tới hết nhẫn. Tay thì lúc nào cũng không rời quyển sách. Hồi là một chức quan nhỏ ở Dương Châu, ông đọc sách suốt đêm, tôi gần sáng mới ngủ gục ở trên án thư, được một lúc Lúc bừng tỉnh dậy thì đã trễ giờ, vội vàng lại quan thử mà chẳng kịp rửa mặt trải tóc. Thượng cấp là Hàn Kỳ, sau làm tể tướng. Thế vậy với tưởng ông là miệt mài tử sắc và khuyên rằng hey, Thầy con trẻ tuổi, đừng bỏ phí quang âm mà chăm chỉ nên đọc sách đi. Ông đứng im, không đáp, phàn nàn với bạn rằng Hàn Kỳ không ưa mình. Sau danh hiếu học của ông đã vang lừng rồi, Hàn mới nhận rằng là mình đã xét lầm. Một điều làm cho người lấy làm lạ nữa là là đậu tiến sĩ sớm, hồi 21 tuổi, làm quan sớm mà trong 25 năm đầu, mà giàu được Âu Dương Tu mấy lần tiến cử lên những cái chức cao ở triều đình. Nhưng mà ông từ chối hết, chỉ nhận những cái chức nhỏ tỉnh. Mà ai đến nằm 46 tuổi, mời lĩnh một chức vụ quan trọng, mà không phải là ông không có tài cai trị. Ở các nhiệm sở, ông đã tỏ ra có sáng kiến và đắc lực, xây đập tổ chức lại học đường, thực hiện nhiều cải cách về xã hội và kinh tế. Ông này cố ý từ chối để cầu danh chăng, vì càng từ chối thì triều đình lại càng để ý tới ông. Thời đó còn hơn mọi thời khác, bọn quan lại chỉ mong cầu cạnh có được chỗ tốt, Đê mặt nhất là đặc quản Một cái kẻ đó dừng chào trừng cháu mà bảo Tiêu mạ hoàn tha Tiêu mạ Hảo quan hoàn ngã vì chi Nghĩa là quan cứ Quan sang thì cứ việc ta làm Mặc ai cười mắng đến nhảm Thì thôi à, Đảo trình nhất dịch Hay là ông muốn đợi đến lúc già Kinh nghiệm đã Hoặc là nghĩ tới thời cơ chưa tới Chưa thực hiện được hoài bão của mình Điều đó không ai hiểu nổi trong tập nhật ký gồm bảy chục quyển của vương không thấy nhắc tới là một con người kín đáo có lẽ ông nghĩ rằng là chính sách của mình khác hẳn chính sách của các quan lớn thời đó như là phạm trọng yêm tư mã quang âu dương tu tăng công lượng không thể nào dung hòa được nếu mà uốn mình theo các vị đó thì sau này khó mà hành động nên là hãy tạm thời xa lánh triều đình từ chối các chức gián quan mà lĩnh chức phán quan ở tỉnh Chính vì có cái lối sống và những cái thái độ khác đời như vậy nên Vương An Thạch bị nhiều người ghét hoặc là ngở vực. Ghét ông ta nhất là Tô Tuân và Trương Phương Bình. Khi thân mẫu của Vương An Thạch mất, Tô Tuân không tới điếu. Ông ta lại còn viết bài biện Giàn Luận, nghĩa là bàn về cách phân biệt kẻ giàn ác để mắng nhất Vương, chỉ thiếu cái nước là vạch mặt chỉ ý tên ra mà thôi. Bài đó là nay có người miệng tụng khổng lạo sống theo di tể di tề là bá di thúc tề các ẩn sĩ thời cổ ở trong tác phẩm phong thần diễn nghĩa Hồ có đọc nhắc đến hai nhân vật này chiêu nạp các kẻ sĩ hiếu danh bất đặc trí cùng nhau bày đặt ra phao lên rằng nhan uyên mạnh kha đã tái sinh mà lòng thị nham hiểm Chi hướng khác hắn với người thường Như vậy thì tai họa cho quốc gia làm sao kẻ siết Thường tình là con người Mà cái mặt dơ thì rửa Áo dơ thì giặt Nhưng mà cái kẻ đó thì không vậy Hắn bận áo dơ như áo bọn tù Ăn thức ăn của lợn của chó Đầu bủ mặt lem mà Lại bản thi thứ Như vậy thì có hợp nhân tình không Một cái kẻ hành động không cận nhân tình Thì ít khi Không phải là một kẻ đạo giản án Hai anh em đồng phà mặc dầu rất kính cha, nhưng mà cũng nhận rằng là những lời phán đoán của cha là nghiêm khắc quá. Năm uh, 1058, vương dâng một bức thư ở trên vạn chữ lên vua nhân tôn, đề nghị hiến pháp để cứu vãn quốc gia vì tình hình rất đáng lo. Địa chủ được hưởng nhiều đặc quyền quá, không phải nộp thuế, không phải mục dịch, còn dân chúng thì nghèo khổ, bị mọi sự áp bực mà rợ liêu, rợ tầy hạ lại luôn luôn quấy phá. Không nên sản xuất được nhiều nên là không sản xuất được nhiều. Cuộc khố thì rộng không. Sự biến pháp ở trong lịch sử Trung Quốc. Thời đó không phải là điều mới mẻ. Trước đã có bốn lần biến pháp rồi. Hai lần đầu là do quản trọng. Thế kỷ thứ bảy uh, trước công nguyên. Và thương ưởng thế kỷ thứ ba trước công nguyên. Uh, đề sướng và thi hành mà làm cho tè rồi tần uh, hóa thành phú cường đó. Lần thứ ba là dưới trào uh, hán vũ đế, tức là thế kỷ thứ hai trước công nguyên. Và lần thứ tư thì dưới triều vương mãng là thế kỷ thứ nhất sau công nguyên, đều uh, thất bại. Bây giờ vương an thạch rút kinh nghiệm của người trước, quyết trí thực hiện cho được. Nhưng mà các nhà nho đương thời nhất là những chiếc triết gia như là trường tái như là hai anh em họ trình hai nghe nói tới biến pháp đã bất bình nghĩ tôi thương ưởng vương mãng là câu mày chậm mắt không thể chấp nhận được ý kiến của vương cho rằng các phép bảo tiên vương của nghiêu thuấn văn vương võ vương chú công khổng tử là tận thiện rồi không thể thay đổi được vua nhân tôn thấy tính tình cách ăn mặc của vương kỳ cục ngờ vương là con người giả dối nên là không chú ý tới cái bản cuốn sách của Vương Dừng lên. Vua Anh Tôn nối ngôi nhân tôn được 3-4 năm rồi mất. Và mãi đến năm 1068, vua thần tôn mời trọng tài bác học của Vương. Phong ông làm hàn lâm học sĩ, kiềm chức thị giảng, để thưởng hầu vua đọc sách. Thần tôn lúc đó mới 20 tuổi, nhưng công minh và có nhiệt tâm cứu quốc. Thường hỏi vương về chính sách phú cường phú quốc cường binh vương bèn trình bày tân pháp của mình phải sửa đổi tận gốc về mọi mặt từ chính trị kinh tế binh chế đến khoa cử học thuật nông tang thường mạng vương lại nói khích báo rằng việc biến pháp phải có nghị lực kiên quyết thế mới thực hiện được nếu mà còn nghi ngại còn do dự nghe những cái lời bàn ra nói vào của những người chung quanh mà không để cho vương thi hành một thời gian lâu thì việc sẽ hỏng. Phải một mức tin cậy hiệu quả của tân pháp. Dù trong bước đầu cò đồ việc lầm lẫn thì cũng vững tâm. Rốt cuộc vương thuyết phục được thần tôn và nhận tấn tẻ tướng năm 48 tuổi 1069. Cũng năm đó, hai anh em đồng pha trở lên kinh đô, không khí ở triều đình sôi nổi, một số đại thần như là đường giới lữ hối rủ nhau càn vua lữ hối nói với tư mã quang là an thạch à, tuy có danh có tài nhưng mà thiên kiến cả tin ư nịnh nghe những lời nói hay mà dùng thì tất hại thần tôn không nghe đẩy lữ hối ra đạo châu rào hết quyền cho vương vương lần lần gạt hết cựu đảng ra đưa tay chân của mình vào và thi hành ngay tần pháp việc cần nhất là giải quyết các vấn đề về kinh tế, làm sao cho quốc khố không những là khỏi thiếu hụt mà còn có dư tiền để tổ chức cho quân đội cho mạnh, thắng được các dân tộc liêu và hạ, tây hạ, khỏi phải nộp tiền đóng góp cho họ mỗi năm. Về kinh tế, thời nào cũng chấp nhận thuyết này. Hai yếu tố của sự phong phú là tăng sức sản xuất lên và cải thiện sự phân phối. Nguồn lợi chính của Trung Hoa là nông sản. Cho nên vừa nghĩ ngay đến việc khuất trương nông điển thủy lợi, khuyến khích sự mở mang đất cày, việc đào kinh, xây đập để đem nước vào ruộng. Ông dùng những nhà chuyên môn, chứ không phải là những quan cử, quan nghề bố làm thủy lợi quan. Nhờ vậy mà trong 7 năm thì cái số ruộng bỏ hoang ở giảm đi, diện tích cây cấy tăng lên được 36 triệu mẫu, à, đây là theo tống sự, mỗi mẫu vào khoảng 6.000 mét vuông chính sách đó cựu đảng không phản đối mặc dầu ông cũng bị vài kẻ trách là nhiễu <laughs> dân nhưng mà kết quả chậm mà không được bao nhiêu vì kỹ thuật canh tác lại không được cải thiện sức sản xuất vẫn kém muốn cho triều đình mau giàu thì phải thay đổi chính sách phân phối và về điểm này thì ông bị cựu đảng chỉ trích kịch liệt tôi nghĩ rằng là cái bọn đại địa chủ đại thương gia thu lợi của dân nhiều quá mà đóng thuế thì rất ít thành thử là dân đã nghèo, quốc gia cũng nghèo, chỉ có bọn đó là nó lũng đoạn hết tài sản ở trong nước. Một mặt thì ông đặt ra những cơ sở kinh doanh của quốc gia để thu lợi, mục đích là giảm cái lợi của bọn đại địa chủ, đại thương gia, mà đồng thời cũng là làm cho bần dân đỡ khổ, đỡ bị bóc lột. Một mặt là ông thay đổi chính sách thuế khóa cho được công bằng hơn, có lợi hơn cho quốc khố hơn về công việc kinh doanh có lợi cho quốc gia, thì ông dùng hai biện pháp. Thứ nhất là phép thanh miếu. Mỗi năm hai mùa kề cấy, khi lúa còn xanh nghĩa là thanh miếu, à, quan địa phương xem xét tình hình, rồi lấy thóc chữ trong kho, thì thường gọi là thường bình xước cho nông dân vay chi dùng. Tới ngày mùa gặt hái xong, nông dân đóng thóc trả lại cho nhà nước thêm hai hay là ba phần tiền lãi mỗi tháng. Địa chủ cho vay có khi lãi tới 20 phần mỗi tháng. Như vậy là có hai cái lợi. Thứ nhất là số thu nhập của triều đình tăng lên mỗi năm được 2 chục phần trăm mà dân nghèo thì lại khỏi bị nạn bóc lột. Chính sách đó tựa như là nông tín của ta ngày nay vậy. Nhưng mà nông tín của thời của Ngô Đình Diệm, chính sách đó rất đúng về lý thuyết mà lại thất bại khi đem ra thực hành. Vì cái kẻ thừa hành nó làm bậy, muốn tỏ ra mình đắc lực, nhiều kẻ là bắt buộc nông dân là phải vay, mặc dù là họ không cần tiền, cũng không cần lúa. Mà uh, coi gia đình nông dân nào cũng phải vay, phải trả ba chục phần lợi trong 3 tháng. Từ khi lúa xanh cho tới ngày mùa, người nào không trả nổi thì bị tịch thu gia sản, bị giam cầm trong các bản báo cáo bọn thử hành luôn luôn phóng đại bịa đặt à, nào là dân chúng sung sướng mang ơn triều đình nào là à, họ tự nguyện à, xin vay tiền và luôn luôn trả đủ tệ hơn nữa những cái miền nào mất mùa dân chúng đói kém đáng lẽ họ phải xuất lúa kho ra cho vay thì họ giữ lại bán ra chợ đèn nộp cho chính phủ một ít còn bao nhiêu thì bỏ túi tôi khi được mua giá lúa hạ họ bắt nông dân phải mua với giá cao cũng nên kể thêm một nguyên nhân thất bại nữa đó là sự phá hoại ngầm của bọn địa chủ mất cái lợi cho vay nặng lãi chẳng hạn như là bọn họ lấy ruộng không cho lĩnh canh nữa và nếu tá điền không vay lúa hoặc là tiền của họ mà vay của nhà nước thứ hai là phép thị dịch vương sáng lập ra một cơ quan coi về việc buôn bán gọi là thị dịch triều đình bỏ ra 5 triệu đồng và ba chục triệu học lúa làm vốn hàng hóa nào mà vì cái đường giao thông chắc chở tới nơi đã trái mùa bán không được thì cơ quan thị dịch mua tất cả trả cho những người có hàng một giá phải chăng à, không đến nỗi lỗ vốn nhà nước lại tích trữ cái hàng đó lại đợi đến lúc có giá bán lấy lời nếu mà người có hàng không muốn bán đất cho chính phủ thì có thể gửi hàng ở thị dịch làm vật đảm bảo mà vay tiền lời nửa năm là 10 phân cả năm là 20 phân như vậy cũng là một cách giúp thương gia nếu không họ phải bán đồ, bán tháo hoặc là phải cho vay nặng lãi nhiều hơn biện pháp này thì bị cựu đảng đả kích mạnh nhất lúc đó hai anh em họ tô ở triều đình tô đông pha làm chức gián quan nghiên cứu kế hoạch đó và tự do trình một bản điều trần bảo rằng là, như vậy là nhà nước tranh lợi với dân tư nhân làm không sao tranh nổi với nhà nước mà sẽ phá sản vả lại là cũng chưa chắc gì co lợi cho nhà nước vì nhà nước phải trả lương nhiều cho nhân viên mà những nhân viên này học không quen việc buôn bán mua vào với giá quá cao quá thiện cho cầm quý. hoặc là không siêng năng giữ hàng hóa mà mất mát là hư hại lại thêm cái nè nạn mà họ cậy quyền cậy thế thầy có món nào lợi thì để cho bà con tay chân của họ hưởng món nào không lợi thì bắt chặt các thương gia không có cánh bay mà phải mua lời chỉ trích của tự do đúng chỉ và chỉ trong mấy năm nhà nước đã không có lợi mà tình trạng của các thương gia suy vi nhiều một cái cải cách rất quan trọng nữa là cải cách về thuế khóa có hai biện pháp biện pháp thứ nhất là phép quân thu dân khỏi phải nộp thuế bằng tiền mà được nộp thuế bằng sản vật nhà nước này cứ tính theo giá trung bình ở mỗi nơi mà thu thu rồi bỏ vào kho để dự trữ thường bình xương hoặc kho ở các cơ quan thị dịch để đợi giá bán ở ngay trong miền hay là ở các miền khác như vậy đến vụ nộp thuế, dân khỏi phải bán tháo, bán đổ đóng thuế. Biện pháp này cũng có mục đích giúp dân và tăng lợi tức cho quốc gia. Nhưng mà bọn thừa hành lại không có lương tâm thì cũng dễ bọc lộ dân bằng cách là trên sản vật xấu mà định giá quả thực. Thứ hai là phép mộ dịch. Từ thời nào ạ nhân dân vẫn có bổn phận đi lính và làm sâu. Làm sâu tức là đảo kênh đắt được mà không được công xá gì hết. Chỉ có nhà quan nhà chùa đàn bà và độc đinh và những người vị thành đinh là được miễn dịch. Như vậy là đã bất công, quan sang nhà giàu không phải gánh vác cái chút gì cả. Mà cho hại cho sức sản xuất của dân, vì có khi họ bỏ phải công việc đồng áng để mà phục dịch. Vương đặt ra cái thứ tiền miễn dịch. Người nào mà không làm sưu dịch thì tùy giàu nghèo, phải nộp một số tiền hay nhiều hay ít để nhà nước lấy cái tiền đó, mướn người làm thay việc cho mình như vậy, thêm công an việc làm, mà trong một số dân thất nghiệp, những cái người dân trước kia được miễn dịch, tức là nhà quan này, nhà chùa và nhà độc đinh, bây giờ cũng phải nộp một thứ tiền trợ dịch, tức là giúp sông và phải đóng thêm mà hai phần số tiền trợ dịch đó, để phòng những năm thúy hạ, nhà nước có sẵn mà dùng, không có phải bổ thêm vào dân. Biện pháp này cũng có mục đích là làm cho tài chính nhà nước thêm dồi dào mà lại có tính cách công bằng. À, mà vì nó công bằng, đụng chạm tới quyền lợi của giai cấp phú hào, cho nên là bị phản đối. Nhưng mà chính nông dân thì cũng bất bình, một phần là vì họ tự cho là bị thiệt thòi. Trước kia có khi khỏi phải đi lính, có năm mà phải làm sâu ít, bây giờ thì năm nào cũng phải đóng thuế cho tới giả đời. Một phần là vì cái bọn thừa hành của triều đình nó tỏ ra quá sốt sắng trong cái việc thu thuế. Họ phải bán lúa, bán già súc để đóng thuế cho kịp hạn, cả họ bị đánh đập, bị nhột khám. Những cái hại đó, từ do và từ mã quang đều tiên đoán và báo trước cho nhà vua và vương an thạch, nhưng mà nhà vua thì vẫn nhất định thì hại. Nhân dân này càng bất bình hơn nữa, khi mà vương dùng cái biện pháp báo giáp, họ tưởng đóng tiền miễn dịch rồi thì khỏi phải đi làm sâu, đi lính, không ngờ thì vẫn phải học tập quân sự, thay phiền nhau đi gác cứ mời nhà họp thành một bảo có bảo trưởng làm đầu nhà nào thì cũng phải có hai nam đinh thì phải có một người xung vào bảo ra những nam đinh đó thì phải luyện tập võ nghệ sử dụng khí giới và thay phiên nhau phòng bị trộm cướp chính sách đó là chính sách mục binh cư nông những cái quốc gia nghèo mà muốn mau mạnh thì đều phải dùng nó đòi hỏi phải sự hy sinh của toàn dân nó lại còn có cái lợi nữa cho triều đình là khói vay dùng mật vụ vì các người trong mỗi bảo thì phải canh chừng lẫn nhau dĩ nhiên là dân chúng rồi nhất là các nhà nho trong cựu đảng không ưa thích cái chính sách độc tài của thương ưởng và vương mã và của hịt lệ đó ngoài ra những cái biện pháp mà phương điển quần thuế đo lại ruộng đất đò cho đúng để đánh thuế cho công bằng bảo mã tức là giao ngựa cho dân nuôi và miễn thuế cho hộ để khuyến khích cái sự nuôi ngựa mà lúc có chiến tranh là có đủ ngựa để dùng mở ra quân khí giám là nhà nước chế tạo lấy khí giới để khí giới được tốt không giao việc đó cho bọn con buồn hàm lợi nữa cũng uh, như là mọi nhà cách mạng đại tài vâng là một lý thuyết gia ông là hiểu rằng không thay đổi hẳn cái nền giáo dục thì cái nếp suy tư của dân chúng thì cái cuộc cách mạng là thiếu nền tảng vững chắc ông chỉ trích cái lỗi khoa cử Lê Thi Phú là từ trương lạm gốc Ông bảo Kẻ sĩ đang lúc trẻ mạnh Thì nên học hỏi cái chính lý Trừ cứ đóng cửa học làm thơ làm phu Đến khi già làm quan Việc đời cha biết một cái chút gì cả Như vậy là khoa cử để làm hại nhân tài Về điểm đó Âu Dương Thu cũng đã nghĩ như ông Khi làm chính chủ khảo Đã đề cao cái lối văn bình dị Giản minh ra được những cái đề tài thiết thực về các trị nước hơn nữa còn đặc cách đề bạt những người như Tô tuân không có tài về thi phú nhưng mà học lực thì rất là uyển bác vương an hạch à, tiến thêm một bước mới đầu thì à, chỉ bỏ thi phú vẫn còn dùng kinh nghĩa văn rách để chọn kẻ sĩ Sáu bãi hẳn quả cực lê những cái kẻ sĩ ở trong các học xá ra làm quan học xá dạy nhiều môn thực dụng chuyên khoa Ai giỏi về khoa nào thì được bổ dụng tùy theo khả năng. Những học sinh được tuyển lựa chia làm 3 hạng từ thấp đến cao. Ngoại xác, nội xác và thượng xác. Cứ mỗi năm lên bực ở thượng xá Thì ra, ai đỗ cao thì được miễn điện thi. Nghĩa là khói về thi trước sân dọc. Ai đỗ trả hạng trung bình thì miễn thi ở lễ bộ. Ai đỗ thấp thì miễn thi hương. Hơn nữa, ông nói hương vương mãng cùng với con là Vương Phang, cũng đã đỗ tiến sĩ và nổi tiếng là hay chữ. Và Lữ Huệ Khanh, chú thích lại trò kinh thư, kinh thư, kinh lễ, gọi là tam kinh tần nghĩa, trò hợp với tần pháp, rồi dâng lên thần tôn để bàn hành khắp trong nước. Các quan học phải theo bộ đó mà dạy, các quan coi việc thi cử phải theo bộ đó mà ra để thi. Điều đó làm cho các nhà nho trong cựu đảng rất là bực Họ cho là Vương này giải thích bệnh lời của khổng mạnh, ý tưởng mới mẻ nhưng mà thiên kiến, không phải là của một học giả. Sau khi Vương chết, tam kinh tân nghĩa không còn ai đọc nữa. Và không một cái bản nào được giữ lại. Nên là chúng ta không được biết tư tưởng của Vương ra sao. Thật là đáng tiếc mà. Vương còn soạn một bộ tự thuyết gọi là như là từ nguyên mà ông dân lấy làm hãnh diện lối giải thích nguồn gốc các tiếng của ông à, trắng có gì là khoa học toàn là do ông bịa đặt ra cả ấy. chẳng hạn như ba là chữ sóng gồm ba chấm thủy ở bên trên chữ bì ba chấm thủy là để chỉ bộ có nghĩa là nước còn bì là để phát âm từ trước tới nay ai cũng hiểu như vậy mà sự thực là như vậy vương ấy lập dị giải nghĩa là bì đó là da và ba là da của nước tô đông pha một hôm gặp vương mới hóm hình bảo <laughs> nếu vậy thì cái chữ hoạt Đấy là chân chu gồm có ba chấm thủy và chữ cốt là xương đây tất phải là xương của nước vừa ực lắm không sao mà đạt được <laughs> tóm lại tân pháp của vương này có màu sắc của chủ nghĩa xã hội ngày nay là một thứ tư bản quốc gia oh, quả là tiến bộ ông là một người liêm khiết siêng năng có nghị lực à, cũng không đến nỗi độc tài như thương lượng Hitler nhưng mà cũng vì nhiều lẽ xét ở một chương sau, ông không thành công, không cứu vãn được tình thế. Sau mấy năm chấp chính, dân chúng càng khổ sở hơn. Từng đoàn người đói rách bỏ quê hương, keo nhau lên kinh đồ xin ăn và cựu đảng nổi lên là công kích một cách rất là kịch liệt. Ở đây có một tấm tranh, đó là Tô Đông Pha đường viết thầy là vẽ gì đó. Người bên trái là Lý Chính Nghi, à, người bên phải là Vương Săn. và vừa rồi thì Khâu cầu đã uh, chia sẻ xong với các bạn uh, trương uh, vương an thạch và tân pháp uh, rất là thú vị phải không ạ <laughs> một cái triều đình một triều đình có rất là nhiều uh, điều để mà nói Đấy, và triều đình nhà tống thơ từ ca phú rất là phát triển nhưng mà <laughs> rồi, và uh, rồi à, cảm ơn các bạn Uh, hẹn gặp lại các bạn ở video sau ạ. càng đọc càng cảm thấy đây là một tác phẩm rất là hay và chúc các bạn thật nhiều sức khỏe. thâu cau uh, đi nấu cơm cho mẹ đấy ạ.